Thưa quý thính giả, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thật không giống ai, chỉ làm giàu cho đảng tham ô và đưa đến sụp đổ kinh tế toàn diện. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Nguyễn Huy Vũ với tựa đề Việt Nam trên bờ vực sụp đổ sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Việt Nam đang ở trong một trạng thái hiểm nghèo chưa từng có, và đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi mà Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ từ kinh tế lan sang chính trị. Sự bi đát của tình trạng Việt Nam bề ngoài là thể hiện ở chỗ ngân sách gần như kiệt quệ. Lần đầu tiên trong lịch sử, các khoản chi cho Tết đã bị cắt giảm hết mức, từ các chi phí trang trí cho đến tiền dành để bắn pháo bông. Không những ngân sách cạn kiệt, mà lượng dự trữ ngoại hối cũng suy kiệt theo. Trước hết, hãy nói về dự trữ ngoại hối. Dự trữ ngoại hối được đưa ra bởi Ngân hàng Nhà nước cho các báo là tăng và ở khoảng 40 tỷ Mỹ Kim. Tuy vậy, không ai tin đây là con số trung thực, mà dự đoán dự trữ ngoại hối hiện nay chỉ trong khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. Tại sao lại như vậy? Dòng ngoại hối chuyển vào Việt Nam phụ thuộc vào 6 nguồn chính. FDI, tức là đầu tư trực tiếp ở ngoại quốc, rồi đến viện trợ, kiều hối, bán dầu mỏ, xuất cảng và tài chánh chuyển vào. Tuy vậy, cả 5 nguồn đầu trong năm qua đều giảm trầm trọng và đang có xu hướng là sẽ tiếp tục giảm trong các năm tới. Thứ nhất, FDI giảm vì số phận của TPP coi như chấm dứt khi tân Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump đã tuyên bố dẹp TPP. Thứ hai, Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách nước nghèo nên không còn nhận viện trợ mấy nữa. Thứ ba, kiều hối về Việt Nam đã giảm so với trước, bởi vì người Việt hải ngoại gửi tiền về Việt Nam có hai mục đích chính là giúp người thân và đầu tư. Nhưng với tình trạng kinh tế Việt Nam có quá nhiều rủi ro hiện nay, từ nguy cơ phá giá tiền đồng đến nền kinh tế có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nên nhiều người không còn muốn đầu tư ở Việt Nam nữa. Thứ tư, nguồn thu từ dầu mỏ cũng không còn nữa. Mức giá dầu thế giới nằm trong khoảng 50 Mỹ Kim một thùng, chỉ đủ bù vào chi phí khai thác dầu ngoài khơi của Việt Nam. Thứ năm, ngành xuất cảng chính yếu của Việt Nam là các hàng nông sản và thủy hải sản, nhưng biển ô nhiễm ở miền Trung coi như đặt dấu chấm hết cho ngành xuất cảng thủy sản nước mặn Việt Nam. Và cuối cùng, nguồn thu từ tài chánh thông qua việc bán các tài sản trong nước cho các tổ chức ngoại quốc và vay mượn. Tuy vậy, ngay cả việc bán hết khoảng 10 công ty lớn nhất Việt Nam mà nhà nước đang nắm giữ cũng chỉ đem lại một khoản tiền 7 tỷ Mỹ Kim, thấp hơn nhiều so với con số 12 tỷ Mỹ Kim mà nhà nước phải trả nợ trong năm 2016. Các dẫn chứng trên cho thấy rằng nguồn thu ngoại tệ của Việt Nam đang sụt giảm nhanh chóng và khó có thể hồi phục trong khoảng thời gian vài năm sắp tới. Trong năm nay 2017, Việt Nam cũng sẽ phải đối diện với mức trả nợ hơn 10 tỷ Mỹ Kim như năm ngoái, và khi mà mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam dưới 20 tỷ Mỹ Kim, thì Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính bất cứ lúc nào, khi mà thị trường đòi rút ngoại tệ gây áp lực phá giá tiền đồng. Chính vì nỗi sợ đó mà nhà cầm quyền đang ráo riết tìm các phương kế để tăng dự trữ ngoại hối. Sự suy kiệt ngân sách nhà nước bắt nguồn bởi sự khủng hoảng kinh tế từ vài năm trước, và nay có thêm sự sụp đổ của kinh tế miền Trung bắt nguồn từ thảm họa biển chết bởi Formosa. Sự khủng hoảng kinh tế trầm trọng kéo theo nguồn thu ngân sách cạn kiệt. Do đó, để làm tăng ngân sách, nhà cầm quyền một mặt giảm chi tiêu, mặt khác đang cố gắng tạo ra các nguồn thu mới bằng cách tăng thuế. Mức tăng thuế môi trường đánh vào xăng là một thí dụ. Tuy vậy, việc tăng giá xăng lại sẽ kéo theo sự tăng mạnh của lạm phát, vốn đã cao do nặng in tiền quá nhiều để chi tiêu của chính phủ. Sự tăng mạnh của lạm phát đến lượt nó sẽ kéo theo các bất ổn toàn diện và khiến nền kinh tế nhanh chóng mất kiểm soát rồi sụp đổ. Ngược lại, nếu chính phủ không nhanh chóng kiếm một nguồn thu ngân sách bổ sung,
thì họ sẽ phải đối mặt với một ngân sách trống rỗng không đủ trang trải cho các hoạt động của bộ máy chính phủ và cũng phải đối diện với sự phá sản. Cả hai mặt trận, ngân sách chính phủ và dự trữ ngoại hối, khiến nhà cầm quyền đang đối mặt với một tình thế hết sức hiểm nghèo và nền kinh tế có thể sụp đổ nhanh chóng trong những tháng ngày tới. Có lẽ chính vì đối diện với nỗi lo sợ đó mà ông Tổng Bí Thư vội vã đem một phái đoàn sang diện kiến Bắc Kinh và ký kết một lúc 15 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặng mong Trung Cộng giúp đỡ trong những thời khắc điêu linh của đất nước.